Hello anh em, lại là mình đây. Vài năm trở lại đây thì chúng ta có thể dễ dàng nhận ra rằng cái trào lưu sử dụng cũng như là sưu tầm nước hoa càng ngày càng trở nên phổ biến tại Việt Nam. Còn nhớ vào cái hồi cách đây tầm 6-7 năm, tức là cái thời điểm 2015 ấy, thì hồi đấy những ai mà có những cái chai designer tên tuổi như là Versace Pour Homme này, hay là Dolce & Gabbana The One này, hay là Dior Sauvage thôi là đã cảm thấy rất là đủ rồi. Hồi đấy thì làm gì có nhiều người biết tới nào là Le Labo, MFK Kilian đâu. Mà nếu có biết thì cũng khó để sở hữu, bởi vì thứ nhất là nó đắt, thứ hai là cái hồi đấy chưa có những cái nơi xịn sò để chúng ta thử mùi trải nghiệm để mua. Nhưng bây giờ đã là 2022 rồi, cuộc chơi đã thay đổi rất nhiều rồi, và càng ngày thì mình nhận thấy những người chơi nước hoa, những người dùng nước hoa càng ngày họ càng khó tính, và cái nhu cầu về một chai nước hoa nó phải độc đáo, nó phải ít đụng hàng ngày càng lớn. Cũng chính vì lẽ đó cho nên là mình luôn tự nhủ với bản thân mình rằng là phải cố gắng làm sao để giới thiệu đến cho mọi người nhiều hơn những chai nước hoa thú vị, hay ho và ít đụng hàng. Trong khuôn khổ video hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến cho mọi người một nhà nước hoa mà mình đánh giá rất cao tới từ Hà Lan. Đó chính là Otto Carusi. Còn bây giờ thì từ đây. Nghe tới Otto Carusi thì đại đa số người dùng tại Việt Nam còn cảm thấy khá là xa lạ, lạ lẫm đúng không? Thậm chí là những người chơi, những người dùng nước hoa lâu năm đôi khi là còn không biết tới nhà nước hoa này. Nghe thì có vẻ lạ lẫm thế thôi, nhưng thực ra nó lại có một cái sự quen thuộc ở đây. Đó là perfumer chế tác ra, sáng tạo ra những mùi hương của Otto Carusi. Ông này này chính là người đã làm ra những cái mùi hương của Nazomato. Chính vì lẽ đó cho nên là những ai mà đã thử qua những cái mùi hương của Nazomato thì khi mà ngửi những mùi hương của Otto Carusi, các bạn sẽ có cảm thấy là nó có một cái nét gì đó nó quen thuộc. Nó vẫn là cái kiểu làm mùi hương đậm chất nghệ thuật, không thể lẫn đi đâu được. Nhưng mà cá nhân mình thấy thì Otto Carusi có phần nó mềm mại hơn và nó dễ sử dụng hơn khi mà đặt cạnh Nazomato. Mặc dù là mùi hương có phần nó mềm mại hơn so với cả Nazomato, nhưng mà về khả năng lưu mùi thì nhìn chung tổng thể Otto Carusi nó có phần nào đó nó còn nhỉnh hơn cả Nazomato một chút cơ. Còn về cái tên Otto Carusi nó có nghĩa là gì? Thì về nguồn gốc cái tên của hãng thì như mình được biết, đây là một dự án được lấy cảm hứng từ một khu vườn nổi tiếng của Ý. Đây là vùng đất được đánh giá là một trong những nơi đẹp nhất trên thế giới mà nếu như có cơ hội thì các bạn nên ghé qua một lần. Trong tiếng Ý thì Otto nó có nghĩa là khu vườn, và khu vườn mà chúng ta đang đề cập ở đây là khu vườn của ông Carusi. Carusi thì lại là ông nội của cái ông perfumer sáng chế ra chai nước hoa này. Nơi này là một trong những nơi gắn bó nhất với tuổi thơ của tác giả, cho nên là nó chính là nguồn cảm hứng để ông đi vào thực hiện dự án Otto Carusi. Đó là mình giới thiệu sơ lược cho các bạn về Otto Carusi. Sơ lược nhưng mà nghe có vẻ hơi dài ha, nhưng mà thôi không sao, không để mất thời gian của mọi người nữa, mình sẽ giới thiệu tạm trước cho mọi người ba chai nước hoa của nhà nước hoa này trong video ngày hôm nay. Không phải là những chai còn lại không hay, mà là mình sẽ để dành review sau, chứ nếu không mà review hết thì video sẽ rất dài. Và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với ba chai này trước nha. Chai đầu tiên, Bergamas. Wow. Ôi, mình yêu cái mùi hương này. Mình bị ấn tượng cực kỳ mạnh với cả Bergamas ngay từ cái lần đầu tiên mình ngửi chai nước hoa này. Có cảm giác khi mà vừa mới xịt mùi hương này ra thì nó khiến cho cái bầu không khí xung quanh cảm giác trở nên nó dễ chịu hơn, với một cái mùi cam chanh nó rất là dày, nó mọng nước, có phần nó hơi ngọt nhẹ nhưng mà nó rất là tự nhiên và nó mang lại một cảm giác nó khoan khoái. Nếu như các bạn có ngửi kỹ mùi hương này thì các bạn sẽ thấy rằng nó không chỉ có mỗi mùi hương của cam chanh đâu, mà cảm giác như là nó có thêm một vài mùi hương của những loại trái cây nhiệt đới khác nữa. Nhưng mà tất nhiên thì những cái thành phần đó nó thêm vào làm cho mùi hương cảm giác như có phần nó mượt hơn, nó nịnh mũi hơn thôi. Còn chủ điểm của chúng ta ở đây vẫn là mùi hương cam chanh. Thì cái lúc mà lần đầu tiên mình ngửi mùi hương của Bergamas thì mình đã phải thốt lên oh wow, đây chính là chân ái dành cho mùa hè của mình. Nó không phải là một mùi hương đến từ những nguyên liệu kiểu quá lạ lẫm, quá phức tạp, nhưng nó lại dễ dàng khiến cho mình thực sự cảm thấy wow khi mình ngửi mùi hương này. Chưa hết nhá, điều mà khiến mình cảm thấy nó làm cho mình mê mẩn mùi hương của Bergamas đó chính là tuy là một mùi hương cam chanh nhưng mà khả năng bám tỏa của mùi hương này nó rất rất khủng. Cái mùi cam chanh nói riêng trong Bergamas nó lưu trên da của mình tầm đâu đó 4 đến 5 tiếng. Sau đó nó không mất hẳn đi mà nó sẽ dịu dần xuống, nó vẫn tồn tại ở đó đến cho đến cuối mùi hương. Và khi mà dry down xuống nó sẽ có thêm một cái nét xanh nhẹ và có một cái sự xuất hiện của xạ hương. Xạ hương ở Bergamas nó cảm giác sạch sẽ tựa như là một chiếc ga cốt tông mới vậy. Nó lại có thêm một chút gì đấy nó hơi kem kem mịn mịn, cảm giác giống như là đến từ mùi hương của gỗ đàn hương. Nó làm cho cái mùi hương này khiến cho mình chỉ muốn hít hà mãi vậy như này thôi. Thực sự rất là enjoy cái mùi hương này. Và có lẽ là mọi người đã từng nghe ở đâu đó rằng nước hoa mùa hè thì nó sẽ rất là nhàm chán,
loanh quanh chỉ có mỗi cam chanh, hương biển, vân vân. Tuy nhiên thì vẫn là cam chanh thôi, nhưng Bergamas nó sẽ khiến cho các bạn phải thốt lên: wow. Thì từ nay đến giờ các bạn chỉ thấy mình mỗi khen mùi hương này thôi, chưa thấy chê gì, đúng không? Thì quả thực là với mùi hương như thế này thì mình không biết phải chê cái gì cả. Có chăng thì sẽ là nó sẽ không phải là một dạng nước hoa nó siêu siêu fresh để chúng ta dùng vào những ngày thời tiết 40 độ. Chứ còn để mà nói thì đây sẽ là một trong những chai nước hoa để dành cho mùa hè mà cá nhân mình thấy rằng nó thú vị và nó hay nhất tại thời điểm hiện tại. Đến với mùi hương tiếp theo mà mình muốn giới thiệu với các bạn, đó chính là Seminalis. Thì đây là một chai nước hoa khá là thú vị từ cái tên cho tới mùi hương, và mình đã phải mất khoảng tầm 15 phút để gọi là tìm hiểu xem cái tên này có nghĩa là gì. Thì trong tiếng Latin, cái tên Seminalis nó có nghĩa là đại loại nó giống như là hạt giống, hay còn hay là kiểu gọi là trung tình ấy đó, nó là cái đấy đấy. Thì để biết chính xác hơn anh em có thể tự Google tìm hiểu kỹ hơn nhá. Còn về cơ bản thì theo mình nghĩ thì ý nghĩa của cái tên chai nước hoa này là để tôn vinh về cội nguồn của sự sống, một trong những thứ mà quý giá nhất trên thế gian này. Còn về mùi hương thì sao? Xịt ra nào. Về tổng quan thì có thể nhận định rằng Seminalis là một mùi hương với sự kết hợp của vanilla cũng như là gỗ đàn hương. Nó tạo ra một cái mùi kem kem béo béo ngọt ngọt. Tuy nhiên thì nghe kem kem béo béo ngọt ngọt như vậy thôi, nhưng mà nó lại không hề làm mình liên tưởng tới mùi hương của một kiểu loại thức ăn hay đồ ăn nào cả. Không phải là một mùi vị bánh hay là đại loại gì như thế cả. Rất là kỳ lạ đúng không? Mở đầu chúng ta sẽ có một cảm giác nó kem kem không thể lẫn đi đâu được của gỗ đàn hương, nó hơi ngậy ngậy của sữa và hạnh nhân. Có một điều thú vị về cái opening của chai nước hoa này, đó là có vẻ như là nó còn phụ thuộc vào da của mỗi người nữa. Bởi vì với mùi hương của Seminalis, khi mà xịt lên da của một vài người bạn của mình thì nó lên một cái cảm giác có mùi giống như mùi dứa, nhưng mà lên da của mình thì lại không hề có cái mùi hương đó. Và khi mà các bạn ngửi kỹ thì cảm giác nó có một cái nét nó hơi animalic một tí, nhưng mà nó sẽ theo một cái hướng nó rất là dễ ngửi nhá. Và cá nhân mình đã dành ra vài ngày để test kỹ mùi hương này, và thực sự là nó không có cái sự biến chuyển quá nhiều. Sau khi xịt một lúc thì chúng ta vẫn cảm nhận được một cái mùi kem kem béo béo của gỗ đàn hương, nó có phần nó ngọt vừa phải. Tuy nhiên ngửi kỹ thì sẽ thấy nó có một chút gì đấy nó hơi mặn mặn, tựa như là kiểu của long diên hương vậy. Còn trên da của mình thì Seminalis nó lưu được khoảng trên 11 tiếng và nó tỏa mạnh trong khoảng 6 tiếng đầu, thì có thể nói là cực kỳ ấn tượng và không thể đòi hỏi hơn gì nữa cả. Và như mình đã nói ở đầu, mặc dù là một mùi hương làm theo một cái cảm giác nó kem kem, nó ngọt ngọt, nó mịn mịn, nhưng mà chắc chắn đây sẽ không phải là một mùi hương làm chúng ta liên tưởng tới đồ ăn. Nó sẽ không phải là một vị bánh kem hay đại loại nào giống như vậy cả. Mà với mình thì nó lại mang một cái sức hút, một cái sự lôi cuốn nó rất là tự nhiên. Và tất nhiên rồi, với một profile mùi như thế này thì Seminalis nó chắc chắn là một mùi hương unisex. Và tin mình đi, kể cả bạn là nam hay là nữ thì khi các bạn ngửi mùi hương này, nó sẽ tạo ra một cái sự lôi cuốn, một cái xúc cảm rất là đặc biệt với mùi hương này. Tin mình đi. Chính vì vậy cho nên mình tin rằng đây sẽ là một mùi hương mà rất phù hợp để cho các bạn sử dụng vào những dịp hẹn hò. Thì yes, nó rất lôi cuốn. Và chai thứ ba mình muốn giới thiệu với các bạn, đó chính là một tác phẩm khác của Otto Parisi, có tựa đề là Teroni. Chai nước hoa này được Otto Parisi cho ra mắt vào năm 2017, được lấy cảm hứng từ sự kiện lịch sử ngọn núi lửa Vesuvius phun trào vào năm 79 sau công nguyên, một trong những đợt phun trào lớn nhất trong lịch sử thế giới từng được ghi nhận. Không chỉ thế, Vesuvius phun trào đã nhấn chìm thành phố cổ Pompeii chỉ trong một đêm, biến thành phố giàu có bậc nhất La Mã cổ đại này trở thành một đống tro tàn. Nghe giới thiệu về mùi hương thì có vẻ rất là giống một cái lớp học lịch sử đấy nhở. Còn chúng ta sẽ đi vào cái mùi hương chai nước hoa này nhá. Wow. Cá nhân mình thấy rằng mùi hương của Teroni nó giống như là một cuộc hành trình rất là sống động và kỳ thú. Mở đầu là sự kết hợp của cỏ hương bài và hoác hương, cho chúng ta một cảm giác nó đất đất, nó earthy và có phần nó hơi kiểu dirty một chút. Bao bọc cỏ hương bài và hoác hương là một cảm giác nó hơi khói khói, có một chút gia vị và mùi nhang cực kỳ rõ. Cảm tưởng như là perfumer đang muốn đưa chúng ta trở ngược lại quá khứ để chứng kiến cái sự kiện lịch sử này vậy. Các bạn thấy không? Khi mà chúng ta hiểu hơn và biết rõ hơn về câu chuyện đằng sau mỗi chai nước hoa thì nó sẽ làm cho chúng ta cảm giác hứng thú hơn và hào hứng hơn rất là nhiều với mùi hương mà chúng ta đang trải nghiệm. Còn quay trở lại với mùi hương thì sau khi mà yên vị trên da của mình thì chúng ta bắt đầu thấy nó có một cái nét ngọt nhẹ nhưng mà đi kèm với một cái vị chát. Sau đó thì mùi hương nó chuyển mình dần dần về điểm cuối của cuộc hành trình. Lúc này thì khói và nhang nó đã dịu đi khá là nhiều, bắt đầu xuất hiện của hổ phách và gỗ đàn hương, nó cho chúng ta một cái mùi hương nó cực kỳ nam tính và nó có một cái nét
một cái chất rất là riêng. Còn về khả năng bán tỏa thì chai nước hoa này lưu trên da của mình trên 12 tiếng thì thôi, trên 12 tiếng thì thôi, chúng ta sẽ không phải khen nó nữa đúng không? Trên 12 tiếng cơ mà. Còn về tổng thể khi các bạn ngửi mùi hương của Terroni, có thể là các bạn sẽ có một cái sự liên tưởng tới mùi hương của Black Afghano. Nhưng mà cảm giác Terroni nó là một cái phiên bản nó hiền hơn, nó sáng hơn và nó bớt đi cái phần nào sự cá tính và gai góc của Black Afghano. Thế nên nếu như các bạn đã thử mùi hương của Black Afghano và các bạn cảm giác là nó có phần nó hơi quá tính và có phần nó hơi gai góc so với cả bản thân mình, thì đừng ngần ngại, hãy thử Terroni đi. Và mình tin chắc rằng các bạn sẽ hào hứng và hứng thú với mùi hương độc đáo này đấy. Ok, thì vừa rồi là ba chai nước hoa mà mình muốn giới thiệu với các bạn trong video ngày hôm nay đến từ một nhà nước hoa niche của Hà Lan là Otto Parisi. Ngoài ba chai nước hoa này ra thì Otto Parisi còn rất nhiều những chai nước hoa thú vị và độc đáo khác mà mình chắc chắn mình sẽ giới thiệu với các bạn trong những video lần sau. Còn không biết ở đây đã ai được trải nghiệm những mùi hương của Otto Parisi rồi, hay cụ thể hơn là ba chai nước hoa này rồi, thì hãy comment cảm nhận của mọi người xuống phần phía dưới nhá. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình hôm nay. Mình cũng đừng quên bấm nút đăng ký bên cạnh của chuông, bấm nút để không bỏ lỡ bất cứ video nào của mình. Còn bây giờ thì bye bye.